đến với talk show Ghế Đỏ. Thùy Minh và Ghế Đỏ thì đang được ngồi chễm chệ trên một sân khấu của sự kiện Space Jam sẽ diễn ra vài tiếng nữa thôi. Và đây là một sự kiện rất là quan trọng diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, có sự tham gia của rất nhiều tên tuổi nổi tiếng của thế giới ngầm underground. Xin chào mừng bạn đến với talk show Ghế Đỏ. Đầu tiên thì xin mời bạn giới thiệu về bản thân ạ. Xin chào tất cả khán giả của Ghế Đỏ, mình là Big Daddy, mình là rapper. Hiện giờ thì mình đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, nhưng mà mình ở Hà Nội. Đây là một cái sự kiện Space Jam đúng không ạ? Diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên à? Không, Space Jam thực ra là một cái tên mới của những cái dòng sự kiện mà bọn mình tổ chức nhiều lần ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Space Jam lần này cũng là lần thứ 3 tổ chức ở Sài Gòn rồi. À ok. Cái cảm giác của bạn có khác nhau khi bạn trình diễn ở Hà Nội với lại Thành phố Hồ Chí Minh hay không? Với một người xuất thân từ Hà Nội chứ bạn. Mình nghĩ là không khí ở Thành phố Hồ Chí Minh vui vẻ hơn. Mọi người tiếp cận với âm nhạc sung hơn, sống động hơn. Mình cảm giác thế. Ở Hà Nội thì thường thường là khi biểu diễn thì mình sẽ chọn những cái bài hát mà nó có chiều sâu hơn một chút, nhưng mà ở Sài Gòn thì mình sẽ chọn thể loại nhạc mà có thể warm up mọi người hơn. Xin chào mừng bạn đến với talk show Ghế Đỏ. Đầu tiên thì xin mời bạn giới thiệu về bản thân mình. Xin chào các bạn, mình là Slim V và hôm nay mình đến đây trong chương trình Space Jam cùng với cả Space Speaker. Thì mình được biết là bạn thì cũng có một bề dày về học hành âm nhạc này. Thực ra thì mình nghĩ là cái cá tính âm nhạc luôn là một cái phần mà rất là quan trọng, nhất là những người làm nhạc thời buổi bây giờ nữa, khi mà có quá nhiều dòng âm nhạc, quá nhiều sự ảnh hưởng đến từ các cái luồng âm nhạc khác nhau. Bản thân bạn nếu mà gọi âm nhạc của bạn thì sẽ đấy là một thứ âm nhạc như thế nào? Câu này khó nha. Từ từ để nghĩ chút đã. Thực ra mình luôn luôn thích những cái thứ âm nhạc mà nó mang tính chuyên môn cao một chút, nhưng mà nhiều khi mình khi mà mình làm việc thì mình cũng phải lựa chọn, mình cũng phải suy nghĩ xem là cái bài nhạc này nó phù hợp với cả cái gì. Tức là theo mình thì để làm ra một sản phẩm âm nhạc tốt thì mình phải lựa chọn những thứ phù hợp với nó, chứ không nhất thiết là mình phải đưa những cái thứ quá là khùng khoằm và khó hiểu vào. Nhưng khi mà bạn đối diện với cả một tác phẩm nghệ thuật thì hãy làm cho nó ra một tác phẩm nghệ thuật. Mọi người thì luôn đặt câu hỏi về khán giả. Khán giả của underground bạn thấy là ai, họ như thế nào, họ thích kiểu nhạc như thế nào? Trẻ và cuồng nhiệt, đó là hai từ để mô tả khán giả của underground. Sau rất nhiều cái chuỗi sự kiện thì mình thấy là khán giả ở những sự kiện mà mình tổ chức rất là sung, rất là vui. Mình thấy thì mình có nhận xét là thời buổi này các bạn trẻ đã cập nhật xu hướng âm nhạc rất là tinh vi và văn minh. Tức là các bạn cho rằng các bạn là một bộ phận âm nhạc khá cấp tiến? Mình cho rằng thế. Nhưng mà các bạn có nghĩ rằng là những khán giả của những ca sĩ như là Đông Nhi hay Hồng Ngọc Hà thì sẽ không bao giờ đến những sự kiện như thế này không? Thật ra mình nghĩ là như vậy đấy, tại vì là mỗi dòng nhạc đều có một cái cá tính, hoặc là cũng có cái phần người hâm mộ riêng của họ. Dòng nhạc của bọn mình thì mình không nói rằng cái dòng nhạc này là cái dòng nhạc mà hiện giờ đang là thịnh hành nhất tại Việt Nam, nhưng mà mình có thể tự hào nói rằng đây là một dòng nhạc underground, là một dòng nhạc rất là văn minh, tại vì những nghệ sĩ của dòng nhạc này luôn cập nhật những cái xu hướng mới nhất, những cái xu hướng mới nhất của âm nhạc thế giới. Nhưng dòng nhạc underground có được coi là chất hơn không? Chất ở đây tôi tạm gọi là không nói đến số lượng khán giả, nhưng nói đến mức độ đầu tư về âm nhạc. Các bạn nghĩ là các bạn có đầu tư về âm nhạc nhiều hơn hay không? Mình nghĩ là đầu tư ở trong nghệ thuật thì nó vô cùng lắm. Tại vì ở dòng nhạc nào cũng thế thôi. Khi mà mình thật sự mình thích một sản phẩm do mình làm ra thì mình sẽ đầu tư hết tâm huyết của mình. Chứ không phải thể nói, không thể đánh giá được là dòng nhạc underground thì sẽ đầu tư hơn là những dòng nhạc khác, hay là ngược lại, những dòng nhạc khác đầu tư hơn là underground. Nhưng về thu nhập thì sao? Các bạn có nghĩ là thật ra underground thì có phải là mọi người vẫn coi là những cái gì mà hơi giống như là không phải dòng nhạc thời trang, cho nên là nó sẽ đi vào phần nghe nhiều hơn là phần nhìn, nhưng ngược lại thì rõ ràng cái thu nhập của nó không thể khổng lồ như là cái sự hào nhoáng của showbiz, những nghệ sĩ trong showbiz. Điều này đúng hay sai? Thật ra thì khi mà bước vào cái con đường làm nhạc để mà mưu sinh, để mà kiếm sống thì mình ai cũng biết là cái chuyện kiếm tiền là chuyện quan trọng thôi, nhưng mà mình nghĩ là những cái nghệ sĩ underground khi mà họ tiếp xúc vào cái dòng nhạc cũng như tiếp xúc vào cái môi trường giải trí thì ngay từ đầu họ sẽ không đặt cao chuyện là mình sẽ kiếm được bao tiền. Mà ngay từ đầu thì thường thường như bọn mình sẽ luôn luôn tập trung để làm sao cho cái sản phẩm nó hay nhất có thể. Bạn nghĩ là các bạn có đi dài hơi được với thương hiệu này không? Với cái thực lực bây giờ, với tiềm năng và với con người thì bọn mình nghĩ là bọn mình sẽ đi được một đường dài nữa. Nếu như không có gì thay đổi, giữ nguyên như này. Thế mình tò mò là với người ngoài chẳng hạn, họ nhìn vào thì các bạn có đủ lực, đủ số lượng để mà
cứ diễn ra những sự kiện như thế này hàng tháng hay không? Cái điều này rất là quan trọng và nằm đòi hỏi rất là nhiều từ người thuyền trưởng của bọn mình, đó là anh Tulliver. Ai cũng biết anh Tulliver là một người, anh không chỉ giỏi trong cái việc làm nhạc mà anh rất là giỏi trong cái việc sắp xếp đội hình cũng như là làm cho cái Space Speakers luôn luôn được mọi người hưởng ứng. Vừa rồi Tulliver có tham gia chương trình The Remix và sau đó ra thì sẽ có một gọi là một kho âm nhạc rất là nhiều để mà phục vụ cho những cái show như này, nên là mình nghĩ là chắc không thay đổi nhiều. Tại mình nghĩ là trong mỗi một chương trình bọn mình sẽ mang lại những cái mới nhất định cho khán giả. Tại vì âm nhạc bọn mình update rất là nhiều mà. Tại sao lại là Big Daddy? Cái tên này rất là nhiều người hỏi rồi, nhưng mà cái câu trả lời thực ra nó rất là đơn giản thôi. Phải nói thẳng, rõ ràng cái tên Slim V nổi lên nhờ có sự kết hợp với lại Sơn Tùng MTP. Bạn nghĩ vậy? Với công chúng, với số đông. Mình không nghĩ vậy.